Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập tọa độ điểm tùy ý. Đây, ta có nhiều phương pháp nhập tọa độ điểm ha. Một trong những phương pháp đó là nhập tọa độ điểm tùy ý. Thì để nhập tọa độ điểm tùy ý, ta bằng cách là ta bích một điểm bất kỳ. Đây, ví dụ tôi gọi lệnh like đây. Đó, nó hỏi là nhập tọa độ điểm thì mình chỉ bích đại một điểm. Bích đại một điểm. Đó. Cái đó ta gọi là nhập tọa độ bằng cách bích một điểm bất kỳ. Đó. Đó. Là bích một điểm bất kỳ. Ta qua cái loại thứ hai là nhập tọa độ điểm tuyệt đối. Đây, nhập tọa độ điểm tuyệt đối thì tọa độ điểm tuyệt đối là tọa độ của điểm mà mình so với góc OXY ha. Ví dụ tôi có đang thẳng AB, điểm A này có tọa độ là x bằng 20 và y là 20 luôn. Đó, vậy là so với góc O, góc tọa độ O thì A có tọa độ 20 20, thì cái cấu trúc của nhập lệnh đó là gì? 20,20 tức là x phẩy y. Đó, nhập đúng cấu trúc như vậy nha các bạn. 20,20 đó, enter. Đó thì nó sẽ kết, nó tự tính toán và nó dò cái điểm có tọa độ là x20 y20. Bây giờ điểm B ta có tọa độ là x70 và y là 50. Đó, căn cứ vào góc O, x70 và y là 50. Đó. Thì ta cũng nhập theo cấu trúc là x phẩy y. Đây, điểm B nè, nhập 70 nè, phẩy nè, 50 nè. Đó, ok nè. Enter. Rồi, đó nó sẽ ra cái đường thẳng AB mà có tọa độ điểm A là 20 20 và tọa độ điểm B là 70 50. Đó, so với góc O. Đó, bây giờ ta qua cái cách thứ ba, đó là nhập tọa độ điểm tương đối. Nhập tọa độ điểm tương đối. Nhập tọa độ điểm tương đối là sao? Là tọa độ của điểm cần vẽ thì là so với cái điểm vừa mới vẽ trước đó. Đó, ví dụ tôi đang vừa vẽ xong điểm A, bây giờ điểm A nè, điểm A có tọa độ là x20 y20 nè. Bây giờ tôi muốn về điểm B thì tôi vừa mới vẽ xong điểm A, cho nên điểm B là nó coi như lấy điểm A làm gốc, thì điểm B theo phương x là cách điểm A là 50, theo phương y là 30. Ta sẽ nhập theo cái cấu trúc là A móc delta x delta y ha. Đây, ví dụ tôi vẽ gọi đường thẳng 20,20 nè, enter là ra điểm A nè. Giờ tôi muốn vẽ điểm B theo cái tọa độ tương đối là shift A móc nè. Đó, 50,30 enter nè. Đó, không? Đây theo đúng cái cấu trúc. Đó. Giờ là nó ra cái đường thẳng AB. Bây giờ ta ứng dụng để ta vẽ cái hình này nào. Đó. Đây, mình sẽ vẽ một đường thẳng gọi lên line. Đó. Gọi lên line. Vẽ đường thẳng 80. Đó. Rồi, bây giờ mình làm sao xác định cái điểm xéo bên đây? Thì mình dùng là shift A móc nè. Đó. 20,60 nè. Vậy cái điểm mình cần vẽ nó cách cái điểm đang đứng là theo phương x là 20 và theo phương y là 60. Các bạn lưu ý là dấu nha, dấu nó xác định theo dấu nha. Nếu bây giờ ví dụ vẽ điểm bên đây đó, thì dấu nó sẽ âm. Rồi ta qua cái thứ tư, đó là nhập tọa độ cực tương đối ha. Thì tọa độ cực tương đối là sao? Là mình cần biết là bán kính và cái góc góc nghiêng ha, góc hợp với phương ngang á. Đây, ví dụ tôi muốn vẽ một cái đoạn thẳng AB có chiều dài là 50, tôi gọi là D ha, và góc nghiêng phi bằng 30, thì tôi phải nhập nè theo cấu trúc vẽ tương đối là A móc khoảng cách D và dấu nhỏ hơn và góc nghiêng phi. Đó. Bây giờ tôi vẽ cho các bạn coi nha. Đây, gọi lệnh like nè, lít đại một điểm nè. Bây giờ muốn vẽ đoạn thẳng AB đó mà có chiều dài 50 là ta nhập nè shift A móc nè, 50 rồi nhỏ hơn 30 nha. Đó, enter, nó sẽ ra được này, nhập đúng theo cái cấu trúc hiện trên màn hình nha các bạn. Rồi
Bây giờ ứng dụng để vẽ cái tam giác đều ha. Đây, ta vẽ tam giác đều, ta biết cái góc này là 60 thì cái góc bên đây là 120. Các bạn lưu ý là nó tính góc như toán học vậy ha, tính góc về bên phải là 0 độ và chiều ngược chiều kim đồng hồ là dương. Đây. Nhập là shift a móc nè. Nó cạnh này là 100 nè, dấu nhỏ hơn nè và cái góc nghiêng này là 120. Enter. Đó. Ta sẽ được cái cạnh xuyên qua. Rồi, nối vô cạnh này. Ok. Đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.